Leon đang đứng ngay sau cánh cửa. Khi Leon một người bước vào thì thấy bà Lacombe đang lau dọn bình thường. Leon nhìn khắp phòng thì thấy một cái xác đang bị giấu phía dưới bàn làm việc. Leon liền đóng cửa phòng lại. Ở bên ngoài, cô bạn YouTuber nhiều chuyện đang định lẻn vào trường để lấy lại máy quay đã bị thầy phó chủ nhiệm tịch thu. Ai ngờ bác bảo vệ đã phát hiện rồi không cho cô vào. Lúc này nhóm siêu năng lực Triều Tiên bắt đầu tiến vào trường. Hơn nữa có một người nào đó đang trốn trong cốp xe. Một tên dùng siêu sức mạnh của mình tháo xích cánh cửa sau của trường học. Sau đó nhóm người này hiên ngang tiến vào bên trong. Tại đồn cảnh sát, Guido đang ra sức giải thích với cảnh sát rằng xe buýt bị hết điện nên anh mới lao xe đến đồn cảnh sát. Hisu nói với bác sĩ Úc rằng hai chúng ta đều nói dối bố mẹ nên chúng ta phải trốn trước khi cảnh sát lấy thông tin. Hisu nói với bác sĩ Úc rằng tớ làm rơi cục sạc dự phòng của cậu trên xe buýt rồi. Bác sĩ Úc liền bảo tớ thân với chú tài xế Guido lắm, tớ sẽ tìm lại nó sau vậy. Sau đó cả hai cô cậu đến trung tâm thể thao để Hisu tập luyện. Hisu và bác sĩ Úc đi vào trung tâm thể thao rồi nói với bác bảo vệ là được thầy chủ nhiệm giới thiệu đến đây. Bác bảo vệ cũng đồng ý cho cả hai tiến vào bên trong. Cả hai cô cậu vô cùng thích thú với phòng thể dục tuyệt đẹp nơi đây. Hisu nói mình bắt đầu yêu thích trường trung học GLN. Tớ rất thích giáo viên và bạn bè ở đây. Sau đó Hisu chạy vài vòng quanh sân vận động để khởi động cơ thể. Bác sĩ Úc liền đi ra bên ngoài để mua nước uống cho Hisu. Tên mặt sẹo tiến vào căn phòng thể dục rồi khóa trái cửa. Hắn bay lên trên rồi đáp xuống phía sau lưng Hisu. Hắn gọi Hisu rồi hỏi cô chạy được bao nhiêu vòng rồi. Hisu vô cùng bất ngờ rồi nói được khoảng 10 vòng rồi ạ. Mà chú là ai đấy? Cháu đã được phép để tập luyện ở đây rồi. Hắn liền túm lấy Hisu rồi ném cô xuống phía dưới để kiểm tra xem cô có siêu năng lực gì. Khi bong xe ốc tiến vào lại trung tâm thể thao thì không thấy chú bảo vệ đâu nữa. Sau đó cậu phát hiện phòng thể dục đã bị khóa trái. Bong xe ốc dùng khả năng nghe của mình thì biết được Hisu đang đánh lấm và la hét bên trong. Bong xe ốc nhanh chân chạy ra bên ngoài. Bên trong sau khi đánh nhau với Hisu, tên mặt sẹo cũng biết cô có khả năng tự chữa lành vết thương. Hắn bắt đầu kiểm tra khả năng bay của Hisu. Hắn túm lấy Hisu kéo cô cùng bay lên trời, sau đó chuẩn bị thả cô rơi tự do xuống đất. Bong xe ốc tháo ba lô ra sau đó gỡ tạ dưới chân. Cậu nhớ lại những lời mà mẹ mình đã nói. Mi Hyun từng kể cho bong xe ốc nghe bố con từng nói rằng nếu muốn bay tốt thì con phải biết cách đáp.